Tiếp đến, chúng con trân trọng kính mời Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Giáo phận Huế, cử hành nghi thức phó dân và từ biệt lần cuối. Anh chị em thân mến, người anh em chúng ta là Đức cha Giuse đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời. Chúng ta hãy phó dâng người anh em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là cha chúng ta, và hãy liên kết với người anh em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người anh em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử với Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người anh em này ra đón gặp Chúa Kitô, vì chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Ai bảo người chết, ai bảo người chết, người vẫn còn sống đó, người vẫn còn sống đó, người vẫn sống trong sự nghiệp của người, người vẫn sống trong tình yêu của người. Người còn mãi, người còn mãi trong ta, người còn mãi trong ta. Cha rất nhân từ, chúng con xin phó dâng linh hồn người anh em chúng con trong tay cha với niềm hy vọng chắc chắn người anh em này sẽ sống lại cùng với Đức Kitô trong ngày sau hết như mọi người đã chết trong Đức Kitô. Chúng con tạ ơn cha về những ơn huệ dồi dào đã ban cho tôi tới cha khi Đức cha Giuse còn sống trong cuộc đời chóng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người anh em này sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin các thiên thần dẫn đưa Đức cha Giuse vào thiên đàng. Khi tới nơi, xin các thánh tử đạo đón tiếp và dẫn đưa Đức cha Giuse vào thành thánh Jerusalem. Di quan qua phần mộ, thánh giá nâng cao di ảnh của Đức cha. Xin đội nô tùy. Đưa người lần cuối
Chúng con trân trọng kính mời Đức Hồng Y, quý Đức Cha đến bên phần mộ của Đức Cha Giuse. Trân trọng kính mời Đức Cha Giuse, giám mục phụ tá giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh cử hành nghi thức hạ huyệt. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an kỷ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tớ Chúa được yên kỷ trong ngôi mộ này cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu soi, làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh. Và trong ánh sáng chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh em chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người anh em này cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình xuất phát ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin phó thác người anh em chúng ta cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác người anh em này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin Ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em của chúng ta đây. Chúa đã khóc thương Lazaro chết, xin lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin cũng thương cho người anh em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời. Chúa đã hứa thiên đàng cho người trộm biết thông hôi, xin thương đưa người anh em chúng con về trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho người anh em chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được in dấu nhiều việc sức dầu thánh, xin thương nhận người anh em chúng con vào số các thánh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em chúng con trong tiệc mình và máu Chúa, xin thương nhận người anh em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau khổ, cho chúng con được an ủi trong đức tin và vững lòng trông cậy được sống đời đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sáng, đưa Cha chỉ đến, đi Cha về dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nhớ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chiêu tan điều, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần,
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Đức Cha Giuse được nghỉ yên muôn đời. Sau khi đội đô tỳ hạ quan tài xuống huyệt mộ, xin quý đức cha rảy nước phép và gửi hoa cho đức cha cố Giuse. Xin mời đội đô tỳ. Trong mùa sầu tối, chuyên hàn ngồng sáng, hàn sông vui lên tương. Giờ nay mừng kiếm trái, người đã bước con đường dài tuổi đời. Người sinh đáng hoa triều thiên nương trời, người còn mãi trong ta, người còn mãi trong ta. Xin nguồn an bình xuống trên mặt gia đình. Ôi mẹ nhân ai, nguyện thương đời lắng nghe con khẩn nài. Tình yêu người sáng thắm nên bình an.
Sau thánh lễ, chúng con xin kính mời Đức Thần Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha, dùng quý bề trên, quý Cha Tổng đại diện dùng cơm trưa tòa nhà Phật. Quý Cha tham dự thánh lễ an táng nhận phần cơm trưa, phần ăn trưa phía sau nhà thờ, nhà sứ chính tòa. Quý ông bà chị em tham dự thánh lễ an táng nhận phần ăn trưa trước các mái vòm ở sân nhà thờ. Con chỉ là giọt nước giữa lòng biển cả mênh mông, một mình sao có thể tươi mát cho ruộng đồng. Con chỉ là dấu chân nhẹ xiêu câu hát ngân nga, một mình con không thể dệt nên bài tình ca. Một mình con chỉ là hạt nắng phiêu bạt bên trời xa xôi, một mình xa có thể chiếu sáng muôn nẻo đường. Còn chỉ là cánh em nhìn trời cao vút thanh thang, một mình con không thể làm nên cả mùa xuân. Kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Chúa ơi, con là linh mục,
theo phẩm hàm Melchizedek, ân tín ngài đặt sâu trong tim hồn con đó ngất ngây vì Chúa ơi, con là linh hồn, xin đi vào đời thay đổi mình nên như Giê-xu, yêu hết mình tận tâm cho đi, đời tận hiến con nào xa chi. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy. Yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Chúa ơi, con là linh mục, yêu muôn ngàn đời, xin trở thành gia nhân trung kiên theo bước ngài nhận bao hy sinh. Từ nay quyết sống cho tình yêu. Chúa ơi, con là linh mục, xin muôn ngàn đời yêu chỉ ngài chính nguyên đơn sơ, chiếc áo dòng mang trên thân con, đời tận hiến chỉ vì tiếng yêu. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy. Vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Chúa ơi, con là linh bao ngàn đời, còn chỉ là thân lưu vong thôi, nhưng chính ngài gọi con lên ngôi hàng tứ tế xứng cho dầu thơ. Chúa ơi, con là linh mục, mang thân phàm chân sao khỏi buồn khi con cô đơn, nhưng có ngài cạnh bên con luôn, lòng chợt thấy vì thánh thơ. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy. Vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình là cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy.